Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Invest TV tiếp tục cập nhật cái số lượng P-Note trên toàn thế giới và tại Việt Nam gửi đến quý vị các bạn. Thì ở đây thì mình đã lấy số liệu ở trên dashboard P-Blockchain.net các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ show một cái bảng Excel để cho các bạn thấy được rằng cái thứ tự và cái sự thay đổi P-Note của các nước như thế nào trong quãng thời gian vừa qua. Thì cái ngày gần nhất mà kênh Invest TV chúng mình có tổng hợp cái số lượng P-Note trong top 20 nước thì là ngày mùng 7 tháng 4 rồi. Hôm nay là mùng 5 tháng 7, chứng tỏ là đã 3 tháng rồi thì mình chưa làm một cái bản tin về việc tăng trưởng P-Note của các nước. Thì cứ tạm cho là được qua 3 tháng đi, làm tròn thì là 3 tháng. Thì sau 3 tháng số lượng P-Note của các nước thay đổi như thế nào? Các bạn nhìn xem trên bảng tổng sắc thì có sự thay đổi vị trí của Trung Quốc, Nhật Bản. Việt Nam thì vẫn giữ nguyên. Đây, Việt Nam ngày mùng 7 tháng 4 vị trí thứ 3 thì nay vẫn là vị trí thứ 3. Thì có sự thay đổi của Nhật Bản với Trung Quốc thôi. Nhật Bản trong 3 tháng vừa rồi đã tăng thêm được là 8.107 P-Note. Trong khi đó cái nước đứng đầu là Hàn Quốc chỉ tăng được là 4.171. Như vậy là trong 3 tháng vừa rồi Nhật Bản đã tăng gấp đôi số lượng P-Note của Hàn Quốc và tăng hơn Việt Nam được 3.000 nốt. Trong khi đó Trung Quốc thì lại có một cái độ trễ khá là lớn với chỉ có 2.002 P-Note được tăng trưởng thêm thôi. Ở đây cái con số tăng trưởng ấn tượng ngoài Nhật Bản thì chúng ta phải kể đến là Singapore. Các bạn thấy Singapore và Mỹ là các quốc gia tăng trưởng cũng khá là ấn tượng. Singapore tăng thêm được 6.400, gần 6.500. Trong khi đó Mỹ thì tăng được là 4.500 P-Note. Chúng ta có thể thấy được Trung Quốc thậm chí còn tăng trưởng P-Note ít hơn cả Mỹ. Các bạn xem này. Đó. Thì ở đây là top 6 nước có sự tăng trưởng P-Note rất là mạnh mẽ trong 3 tháng qua. Mình rất là ấn tượng với con số tăng trưởng của Mỹ, P-Note của Mỹ. Vì nước Mỹ là nước sản sinh ra cái dự án P-Network và cái số lượng P-Note tăng trưởng như thế này thì chứng tỏ là người dân của họ đã bắt đầu quan tâm đến cái dự án P-Network. Dù sao thì Mỹ vẫn là cái đầu tàu kinh tế, rồi đến tiếp theo những cái cường quốc kinh tế khác như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, họ quan tâm đến P-Note thì chứng tỏ là những người tham gia vào dự án P-Network đã tăng thêm. Đó là một tín hiệu rất là đáng mừng. Ở đây có hai nước duy nhất có sự sụt giảm P-Note, đó là Mông Cổ và quần đảo Seychelles. Thực ra thì cái con số này thì nó cũng không đáng quan ngại lắm, bởi vì là cái số lượng P-Note của họ cũng khá là ổn định. Nó chỉ tăng giảm một chút đâu đó trong khoảng 3 tháng thì cũng không đáng kể. Và nhìn tóm chung lại top 20 nước đang sở hữu nhiều P-Note nhất trên thế giới đã có một cái số lượng P-Note tăng trưởng trong 3 tháng vừa rồi tổng vào là 32.895 P-Note. Đó, các bạn thấy một con số tăng trưởng P-Note rất là ấn tượng. Với cái đà này các bạn xem, Hàn Quốc chỉ còn hơn Nhật Bản là 6.000 P-Note. Mình dự đoán như clip ngày hôm qua mình có dự đoán là nếu mà nhanh ấy, thì cuối năm nay là Nhật Bản có thể sẽ xoán được cái ngôi vị thứ nhất của Hàn Quốc trên bảng tổng sắc những cái nước chạy nhiều P-Note nhất. Còn Việt Nam chúng ta có bám đuổi được Nhật hay không thì còn phải chờ đợi vào cái sự cố gắng của cộng đồng đào P-Network tại Việt Nam. Thì chúng ta cùng hy vọng là Việt Nam có thể sẽ lấy được cái vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất thì mình nghĩ là cũng sẽ là khó, và làm sao phải nới rộng được cái khoảng cách đối với Trung Quốc là một cái đối thủ rất là đáng gờm ở ngay phía sau. Và thêm một điều nữa là mình mong muốn là nước Mỹ, cái con số P-Note của nước Mỹ này sẽ được cải thiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Chúng ta cùng chờ đợi những cái tín hiệu tích cực từ cái cộng đồng đào P-Network cũng như là cộng đồng chạy P-Note trên thế giới các bạn nhé. Ok, clip ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại.